Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Đây là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay bây giờ King Kong Mega Mall này là quận 2 nha. Thành phố Hồ Chí Minh. Là hôm nay á, Kazu sẽ trải nghiệm đặc biệt là cái này. Kazu mua thử nè. Và bên Nhật Bản là cũng có máy tự động bán hàng như này nha. Nhưng Kazu chưa bao giờ mua và máy tự động bán hàng này nha. Một cái là cam 100 yên nè. 100 yên mắc quá. Nhưng cái này là My Wish. My Wish. Ở đây có My Wish nè. Giá 100 yên. Nhưng rất rẻ nè. Rẻ không? Chắc rẻ. View có cái gì? Không biết luôn. Chắc là máy chụp hình nè. Là iPad nè. Là iPhone. Apple Watch. Và đang chạm điểm nè. Kazu muốn cái gì? iPhone. Yeah. Ok. Là đầu tiên là trồng mã hồng nè. Là số 2 nè. Tiền vào cảm quan này, cảm quan này. Yeah. Đầu tiên là trồng mã hộp này hả? Mọi người thích con máy nữa. So double wish rồi, double. So high hả? So high. So high? Yeah. Nè, so high wish. So high. So high là my wish. Ok nè. So high nè. Ngày sinh nhật của Kazu là ngày 6 tháng 2 nè. So high nè. Nếu là cái này là iPhone 11 thì chắc bị hư rồi. Đây là lớn sóng á. Nặng không? Đặng không. My vision, mong ước của tôi, của Kazu là cái gì? Là mong ước của Kazu là iPhone 11. Pancake. Ai đó là mổ rồi. Mổ rồi. Ai đó mổ rồi à. Cái này là mắt nhỉ. Rất là mắt. Kids camera. Muốn chiếc máy chụp hình thật. Cái này là không phải máy camera thật. Giả là nhưng nhưng mà cái này chụp hình được mà.
phải đồ chơi. Thí thọ. Dạ. Yeah. Rất nhàn. Pikachu. 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 Ok, cái này không phải camera. Hả? Cái này không phải camera. Cái này là gì? Cái này là chơi. Chơi game. Chắc phải lên lầu 2 ấy. Chơi game. Chơi game điện tử nha. Xin lỗi mọi người, cái này có thể chụp hình được nha. Yeah. Oh. Có ý bố. Yeah. Em, cái này là có in Trung Quốc nè. Hàng ca dư không đọc được nha. Cho nên là không hiểu nè. Là cái gì? Cái này là có là đăng ký á. Ai quay lại á. Nhưng Không hiểu Okay. Vui nè. Và tại vì là nếu rảnh thì Kazu sẽ chơi game điện tử này nha. Chi phí này là 100.000. Nhưng cái này là chắc là 200.000 đồng nè. 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 Kazu là tin như vậy nhé. Và mọi người cảm ơn đã xem video này. Nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye. 100.000 của tôi là ở đâu?